Om Namaskaya, chào bạn thân mến. Nguyễn Hiếu rất vui được gặp lại bạn trong video này. Và theo như nhiều cái mong muốn và nguyện vọng của học viên của Nguyễn Hiếu ở trên khắp cả nước, thì hiện tại thì đang có rất là nhiều các học viên của Nguyễn Hiếu bị các cái triệu chứng như là đau vùng thắt lưng, đau cột sống và đau dây thần kinh tọa, gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, rồi là đến cái sự vận động, rồi đến cái trạng thái tinh thần. Và cái bài tập này thì Nguyễn Hiếu đã trị liệu cho rất là nhiều học viên của Nguyễn Hiếu và đã nhận được những cái kết quả rất là tốt chỉ sau khoảng một tuần thôi, là những cái triệu chứng đau nhức mỏi rồi là ê buốt chân dường như là đã không còn nữa. Và sau 2 đến 3 tháng luyện tập như vậy, dù là bệnh nặng tới đâu thì chỉ sau 2 đến 3 tháng luyện tập thì các cái hiện tượng đó đã biến mất và trả lại cho học viên của Nguyễn Hiếu được một cái sức khỏe gần như là đã ổn định trở lại rồi. Và lúc đó thì Nguyễn Hiếu lại hướng dẫn rằng là khi mà chúng ta đã phục hồi cuộc sống rồi thì chúng ta lại phải tiếp tục luyện tập những cái bài tập là dành cho toàn thân để toàn bộ cơ thể của chúng ta được khỏe khoắn và giúp cho cuộc sống của chúng ta được vui vẻ và hạnh phúc hơn. Và ngay bây giờ thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn bài tập yoga chữa bệnh cho cuộc sống. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nạp khí với bài tập hít thở để bổ sung năng lượng tươi mới tràn đầy vào trong cơ thể của chúng ta nhé. Xin mời bạn điều chỉnh tư thế ngồi. Bạn ngồi giống như Nguyễn Hiếu đang ngồi, hoặc chúng ta ngồi một tư thế thật thoải mái, nhưng mà hãy điều chỉnh cho cái phần lưng của chúng ta được thật là thẳng. Hai tay đặt trên đầu gối, hãy thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng đôi lông mày, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, từ từ hít vào một hơi thật sâu, đẩy bụng căng phồng lên, rồi thở ra, xẹp bụng lại, hít vào, đẩy bụng căng phồng lên, thở ra, xẹp xuống, hít vào thật sâu, bụng phồng lên, thở ra, xẹp bụng lại, để cảm nhận nguồn năng lượng tươi mới đang tràn vào trong cơ thể, thẩm thấu vào từng tế bào, thẩm thấu vào các cơ quan nội tạng, cảm giác cơ thể đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, căng phồng bụng lên, rồi thở ra, xẹp bụng lại, sau đó chắp hai tay về phía trước ngực, hít vào, nâng vươn hai tay lên, kéo thẳng cánh tay sát tai, duỗi thẳng cột sống nào, cảm nhận cột sống được giãn duỗi thật dài, thở ra, hạ tay xuống, chắp trước ngực, nhịp hai, hít vào, vươn hai tay lên, thẳng cánh tay sát tai, rồi thở ra, hạ tay xuống, chắp trước ngực. Ba, hít vào, vươn tay lên, thẳng căng cánh tay, giãn cho cuộc sống nào thật tốt, rồi thở ra. Bạn nhẹ nhàng hạ tay xuống và bạn cảm nhận thế nào? Cơ thể đã được ấm nóng lên dần rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta tiếp tục với những cái phương pháp trị liệu dành riêng cho cái vùng thắt lưng nhé. Đối với cái vùng thắt lưng á, thì khi mà luyện tập thì chúng ta cần phải có cái sự hỗ trợ của cái tinh dầu trị liệu. Và cái tinh dầu này đặc biệt Nguyễn Hiếu dùng ở cái phòng trị liệu của Nguyễn Hiếu và trị liệu cho học viên rất là hiệu quả. Khi mà chúng ta bị đau ở cái vùng thắt lưng, hoặc là đau ê ở vùng mông bên phải, hoặc là bị chèn ép các cái hệ thống dây thần kinh bên trái, thì chúng ta sau cái bài hít thở xong, chúng ta sẽ phải đổ từ khoảng 10 đến 20 giọt tinh dầu trị liệu cho cái vùng thắt lưng nhá. Sau đó cho cái xương sống của mình á, chúng ta xoa đều ra tay. Sở dĩ là Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn vậy, nhưng mà Nguyễn Hiếu không có xoa vào lưng Nguyễn Hiếu, bởi vì cái cột sống của Nguyễn Hiếu không có ảnh hưởng gì hết. Cho nên là Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn là xoa đều ra tay. Sau đó thì chúng ta xoa đều vào cái vùng thắt lưng ạ. Chúng ta dùng này, xoa vào trong, đặc biệt là cái vùng thắt lưng, xoay, sau đó xoay ra ngoài. Mỗi một lần chúng ta xoa và xoay như vậy khoảng chừng 50 lần. Thế 50 lần. Thế sau đó chúng ta xoa thật nóng. Xoa thật nóng. Xoa nóng sang hai bên. Sang hai bên hông. Đó, vùng thắt lưng. Chúng ta xoa ngang. Xoa thật nóng vùng thắt lưng. Thế
từ 20 cho đến 30 lần như vậy. Và sau đó khi chúng ta vỗ đều, vỗ đều để cái gì này, xương cổ này. Trên phần đầu gối và chúng ta tiếp tục này. Sau khi mà chúng ta vỗ xong thì cái tinh dầu sẽ thẩm thấu và chúng ta kết hợp với bài tập, với những cái động tác để đưa oxy, đưa máu tập trung dồn vào cái vùng thắt lưng và giải phóng toàn bộ những cái sự tắc nghẽn, ách tắc ở cái vùng lưng và xương chậu của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng là cái bệnh của chúng ta nó phục hồi rất là nhanh và rất là dễ chữa. Nào chúng ta bắt đầu nhé. Hít vào, đẩy căng lồng ngực, bõng lưng lại, thế đúng rồi. Thở ra, chúng ta tập 10 lần. 2 hít, đẩy căng ngực, bõng lưng này. Thở ra, 3 hít vào, thở, 4 hít, thở, 5 hít, thở, 6 hít, đẩy này. Thở, bạn hít thở hoàn toàn bằng mũi nha. 7 hít vào, thở ra. 8 hít, thở. 9 hít, đẩy căng lồng ngực, thở ra. Và 10 hít vào, giữ đấy, hít thở đều, rồi từ từ thở ra, võng sâu lưng ra sau. Tiếp tục hít, đẩy ngực về trước, siết chặt vùng bụng và vùng thắt lưng nha. Bạn co cái vùng cơ ở vùng thắt lưng và siết chặt cái vùng nội môn, vùng bụng này. Xoay sang bên phải để nhớ siết chặt cơ bụng, cơ lưng. Thế 10 lần sang phải. Đúng rồi. 2, hít thở đều, nhớ là phải siết chặt. 3, siết chặt cơ bụng và lưng. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta xoay ngược lại 10 vòng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Đưa cơ thể về vị trí ban đầu, sau đó hít vào thật sâu. Đẩy căng lồng ngực này, kéo hai tay ra sau, nâng cằm lên. Bạn nhớ để cái khăn phía trước của chúng ta nâng đỡ cái trán để tránh bị nhiễm khuẩn, từ những cái vi khuẩn ở thẳng vào da mặt của chúng ta. Đẩy căng lồng ngực này. Đó, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi. Căng ngực, lưng, thở ra. Từ từ thả lỏng hai tay, hạ trán xuống. Hai hít vào. Đẩy căng lồng ngực. Thở ra. Thả lỏng tay, hạ trán xuống. Chúng ta tập 5 lần. 3 hít vào, đẩy ngược lên, thở ra. 4 hít vào, đẩy căng ngực,
cuối năm hít vào thật sâu. Đẩy ngược lên. Thở ra. Rồi từ từ hít vào. Cuộn từng đốt sống lên và nâng cơ thể lên, thoát hai tay. Bạn bỏ khăn ra phía sau, rồi duỗi dài hai chân về phía trước, kéo căng gót chân thế, hai tay đặt ngang hông, lưng thẳng, đầu cổ thẳng nhé. Hít vào, nâng vươn hai tay, duỗi dài cột sống để rót cái nguồn năng lượng và cái dưỡng chất để nuôi dưỡng cho dọc cột sống của chúng ta. Thở ra, gập người xuống, với tay nắm lên cổ chân. Sau khi mà tập cái động tác này khoảng 7 đến 10 ngày, bạn sẽ thấy rằng là cái phần tay của mình càng ngày càng vươn xa. Bởi vì cái xương sống bình thường thì bị đau là do bị xẹp lại, và sau khi mình kéo giãn dài ra thì bạn sẽ thấy cái tay của mình mới giãn dài. Đó, hai hít vào, vươn hai tay lên, thở ra, gập người xuống. Chúng ta tập 5 lần. 3 hít vào, thở ra. 4 hít, vươn tay lên, thở, gập người xuống. Bạn hít thở vào tầm mũi. Nhịp cuối 5 hít vào, vươn hai tay lên và thở ra, gập người xuống, hai tay ôm vòng quanh chân. Hít thở đều và giữ ở đây. Hãy hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Hít bụng phình lên, thở xẹp xuống. Hít vào, rồi thở ra. Từ từ hít, nâng vươn hai tay lên, thẳng căng cánh tay sát tai thế, rồi thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Từ từ bạn nằm xuống nào, đấy, nằm xuống để hai tay đặt nhẹ xuống dưới mông của mình, bàn tay đặt dưới mông, khuỷu mở sang hai bên, kéo căng gót chân lên, rồi hít vào, thở ra, hạ chân xuống không chạm sàn. Hai, hít chân lên, thở ra, hạ xuống. Ba, hít chân lên. Chúng ta tập 5 lần. Thở ra, hạ xuống. Bạn cố gắng lên bài tập để làm khỏe cho vùng cơ lưng của bạn, để bảo vệ cuộc sống của chúng ta khỏe đó. Hít lên, thở khỏe, hạ xuống. Sau khi mà bạn đã phục hồi xương sống rồi thì cái động tác này bạn có thể tập 10 đến 15 lần sẽ rất là tốt. Hít, nâng chân lên và thở ra, từ từ hạ xuống. Rồi sau đó hít vào, co chân lên, gót chân sát về phía mông, hai tay duỗi thẳng ra, đấy, bàn chân mở bằng vai. Hít, nâng hông lên, thở, hạ xuống. Hai, hít vào, nâng hông lên, thở ra, hạ xuống. Ba, hít vào, nâng hông lên, thở, hạ xuống. Chúng ta tập 10 lần. 4, hít vào, thở ra. Bạn hít thở hoàn toàn bằng mũi. 5, hít, nâng hông lên, thở, hạ xuống. 6, hít vào, thở ra. 7, hít, nâng hông lên, thở, hạ xuống. 8, hít vào, thở ra. 9, hít, bạn nâng hông lên, thở, hạ xuống.
nhịp cuối hít vào, nâng hông lên, thở ra từ từ hạ xuống, thả lỏng cho cuộc sống nào. Hai tay ôm vòng quanh chân, bạn lắc lưng sang hai bên, thư giãn thả lỏng cho cuộc sống, hãy hít thở đều. Rồi từ từ duỗi dài hai chân, vươn hai tay qua đầu, hít vào thật sâu, co chân phải lên sát ngực, rồi hai tay ôm vòng quanh chân và thở ra, nhấc đầu lên. Hít vào, thở ra, trán gối chạm nhau thì càng tốt ạ. Ba hít, vươn tay lên, thở ra, bốn hít, vươn tay lên, thở ra. Từ từ hít vào, vươn hai tay lên và thở ra, từ từ hạ tay xuống. Hai tay ôm vòng quanh rốn, chúng ta điều hòa hơi thở bằng bài tập thở 3 phần, nạp năng lượng và phục hồi sức khỏe. Hít vào thật sâu, đẩy bụng căng phồng lên, rồi thở ra xẹp bụng lại. Hít, phình căng bụng lên, thở ra xẹp xuống. Ba hít vào, bụng phình lên, thở ra xẹp bụng lại. Bốn hít vào thật sâu, đẩy bụng căng phồng lên nào, rồi thở ra xẹp bụng xuống. Nhịp cuối cùng nha bạn, năm hít vào, bụng phình căng lên, thở ra xẹp bụng xuống, xẹp sát xuống, xẹp xuống. Rất tốt, thả lỏng cơ thể. Rồi từ từ bạn hãy nằm úp xuống nào. Nằm úp xuống. Đấy. Hai gót chân khép sát lại, hai tay chống ngang vai, hít vào, nhấc đầu lên, khép gót chân, uốn cong lưng, vai kéo xuống, khuỷu tay khép sát thân, thở ra hạ xuống. Hai hít vào, nhấc đầu lên, nâng cằm, chúng ta tập 5 lần. Thở ra, hạ xuống. Ba hít sâu, uốn cong lưng, thở hạ xuống. Bốn hít vào, nhấc cơ thể lên, cố gắng khép gót chân và siết chặt vùng mông, vùng thắt lưng. Bạn sẽ thấy rằng là bạn, sức khỏe của bạn phục hồi rất là nhanh. Thở ra, hạ xuống. Nhịp cuối, năm hít vào, nhấc đầu lên, uốn cong lưng, nâng cằm cổ. Hít thở đều, giữ đấy nào, thêm 10 giây nữa nha. Giữ cùng Nguyễn Hiếu và hít thở đều. Nguyễn Hiếu bắt đầu đếm nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rất tốt. Thở ra, hạ cơ thể xuống nè. Bạn áp má phải xuống nè. Hai tay xuôi theo thân, thả lỏng bắp tay. Hít vào thật sâu, thả lỏng cơ thể để chúng ta thư giãn và nhịp thở nào. Thở ra thật chậm, hít bụng phình lên, thở xẹp xuống. Rồi bạn mở hai chân sang hai bên, hai tay dang sang hai bên, trán chạm xuống thì con tiếp tục với tư thế con chuồn chuồn.
Tư thế con chuồn chuồn là một tư thế rất tốt và rất hiệu quả cho cái việc giảm đau vùng thắt lưng và giảm đau vùng hông, chữa lành những cái chấn thương về cuộc sống. Hít vào, nâng hai chân hai tay lên, tưởng tượng cơ thể chúng ta đang giống như con chuồn chuồn đúng không ạ? Chuồn chuồn vỗ cánh, đúng rồi, rất tốt. Thở ra, hạ xuống. Chúng ta tập 5 nhịp nha. Hai, hít vào. Nào, chuồn chuồn tiếp tục nâng lên, đúng rồi, rất tốt. Hít thở đều, chuồn chuồn bay à. Thở ra, hạ xuống. Ba, hít vào. Nâng hai chân lên, hai tay lên, ngóc đầu ha. Thở hạ xuống. Bốn, hít vào thật sâu. Nâng hai chân, hai tay lên. Ôi, hít thở đều, nếu cảm thấy rất là dễ chịu ở cái vùng lưng ở bài tập này, động tác này đó. Thở hạ xuống. Nhịp cuối cùng, hít vào. Nhấc hai chân, hai tay lên. Và bạn giữ ở đây, hít thở đều 10 giây nhá. Mình hiểu bắt đầu đếm này. 10, 9, 8, 7, 6, cố lên, 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra, cơ thể xuống rồi. Hai tay xuôi theo thân. Áp má phải xuống nha bạn. Hít thở đều. Hãy hít vào thật sâu. Rồi thở ra từ từ. Nào bạn chống mũi chân bằng vai, hai tay chống ngang vai. Hít vào. Chống đầu gối, nâng cơ thể lên. Chúng ta tiếp tục như thế con mèo. Hít vào, võng lưng ngẩng mặt, vươn cằm đẩy ngực. Thở cong cao lưng lên, cúi đầu xuống. Hít vào. Võng lưng ngẩng mặt lên. Thở ra. Chúng ta tập 10 nhịp. 3, hít. Võng lưng ngẩng mặt. Thở ra. 4, hít vào thật sâu. Võng lưng và ngẩng mặt lên. Thở ra. Từ từ cong cao lưng lên, cúi đầu xuống. 5, hít vào. Thở ra. 6, hít sâu. Võng lưng ngẩng mặt nào. Thở ra. 7, hít vào. Thở ra. 8, hít sâu. Võng lưng ngẩng mặt. Thở ra. 9, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối 10. Hít vào thật sâu. Võng lưng và ngẩng mặt lên. Rồi thở ra. Từ từ cong cao lên, cúi đầu xuống. Ngửa lòng bàn chân, hạ trán xuống, xuôi hai tay, thả lỏng cơ thể, thả lỏng xương sống. Hãy hít vào thật sâu, rồi thở ra từ từ. Sau đó hít vào, bạn nhấc đầu lên, vươn hai tay phía trước để thở ra, hạ gót chân lên mông này. Đi bộ tại chỗ nhóm khóc, gia tăng sự dẻo dai cho toàn bộ phần gân và dây chằng của chân bạn. Rồi từ từ bạn đi bộ này, hai chân hai tay đều về phía đầu thẳng. Thế sau đó rồi chúng ta lại đi lùi xuống. Chúng ta phải đi lùi xuống phía dưới thẳng. Đúng, sau đó chúng ta lại đi lên phía trên đầu thẳng. Rồi lại đi lùi xuống nào. Thế và tiếp tục đi lùi lên.
Rồi, lại đi lùi xuống. Chậm rãi bạn hít thở đều. Đi lên. Hít thở đều nha. Rồi, đi xuống. Rất là thú vị đúng không? Rồi, sau đó chúng ta đi trở về vị trí ban đầu. Thế, từ từ hít vào sâu. Thở ra. Hạ đầu gối xuống. Bạn đặt gối trở về đúng vị trí, sau đó hạ mông. Chúng ta nằm ngửa ra nào. Bạn hãy nằm ngửa xuống. Chân duỗi thẳng, hai tay xuôi theo thân, ngửa lòng bàn tay, gập cằm xuống. Bạn hãy nhắm mắt lại, thả lỏng và điều hòa hơi thở. Hãy hít vào một hơi thật sâu, phình bụng lên, rồi thở ra, xẹp bụng lại. Hít vào, phình căng bụng lên. Thở ra, xẹp sát bụng xuống, cảm nhận sự thư giãn, đang thư giãn cho từng ngón chân, bàn chân, cổ chân, mắt cá chân, đầu gối, bắp đùi. Sau đó di chuyển lên mông, bụng và các cơ quan nội tạng. Mạch máu, các cơ quan nội tiết đều mở ra. Tất cả các tạp chất trong cơ thể được đẩy lùi và thư giãn. Hãy hít vào một hơi thật sâu để cảm nhận nguồn năng lượng và làn sóng thư giãn đang thư giãn cho các ngón tay, bàn tay, cổ tay, cánh tay, rồi chuyển sang hai vai. Hãy dùng trái tim truyền sự an lành qua từng hơi thở. Các cơ bên trong cơ thể đang thư giãn, bộ não đang thư giãn, các tế bào khắp trên cơ thể đang sáng dần lên. Cảm giác cơ thể thật nhẹ nhàng, mềm mại, thanh khiết và hoàn toàn thư giãn. Thư giãn. Thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, nghiêng đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, đưa đầu về trung tâm, khép chân lại. Hít vào, vươn hai tay quả đầu giãn duỗi thật dài cho cơ thể rồi, nâng bật cơ thể. Như vậy là bài tập của chúng ta đã kết thúc rồi. Và bạn cảm thấy cơ thể thế nào sau khi kết thúc bài tập? Rất là khỏe khoắn, dễ chịu và sảng khoái đúng không? Và sau khi thư giãn xong thì Nguyễn Hiếu cũng cảm thấy rất là thoải mái và dễ chịu. Và bạn nhớ luyện tập đều đặn hàng ngày của Nguyễn Hiếu. Bạn có thể luyện tập một ngày 2 lần để gia tăng được cái sự khỏe khoắn, dẻo dai và cái độ săn chắc cho cái giải cơ ở hai bên cột sống để bảo vệ cho cột sống của bạn chắc khỏe, tránh bị xô lệch và tránh bị chèn ép các dây thần kinh. Và để cho cái phần cơ của chúng ta được khỏe khoắn, bạn nhớ bổ sung đủ đạm và đủ đạm hoặc là protein cho cái cơ thể của chúng ta được khỏe khoắn, săn chắc và bảo vệ cho cuộc sống để giải phóng được tất cả những cái sự đau đớn và phục hồi cho sức khỏe của chúng ta được ổn định trở lại bạn nhé. Cảm ơn bạn đã tham gia luyện tập cùng Nguyễn Hiếu. Và bạn nhớ
đăng ký kênh YouTube Nguyễn Hiếu Yoga để chúng ta đón nhận được thật nhiều những cái bài tập mới nhất mà Nguyễn Hiếu chia sẻ. Và nếu như bạn có đặt câu hỏi và có mong muốn điều gì thì hãy nhớ bình luận phía dưới video này để Nguyễn Hiếu có thể giải đáp cho bạn kịp thời, giúp bạn có được những cái chế độ luyện tập, chế độ ăn uống phù hợp nhất và đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho bạn. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại bạn vào bài tập tiếp theo.